Thưa quý vị và các bạn, vua Thánh Tông với ý tưởng muốn thu hồi các vùng đất của Đại Việt đã bị chiếm giữ, đồng thời mở rộng những vùng tả hữu sang, đó là nơi đất vô chủ. Tuy nhà đường có nhận nhưng không trên cơ sở pháp lý nào. Vua đã cho mời Thái sư Lý Đạo Thành để bàn việc biên giới phía Bắc khi đã nhận được bức kháng thư của Tiêu Cố Chi Quế Châu. Đang bàn chuyện về ý tưởng lấy lại vùng đất đã mất thì nhà vua lại nhận được thư của lại bộ thị lang nhà đại Tống là dư tĩnh ông muốn xin đức vua an nam cử người đến thành ung châu nước tống để thương nghị sau khi đọc thư nhà vua cùng bàn với thái sư lý đạo thành cử một đoàn sứ do bùi gia hữu đứng đầu làm tránh sứ đi ung châu phó hội bùi gia hữu là người như thế nào mà được vua lý thánh tông tin tưởng giao cho đi thương nghị những vấn đề bắc thủy của nước đại nam sau đây, mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Chiều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc hí trả. Cái đó cũng có đấy, nhưng còn tùy vào thời điểm đó nước ta mạnh hay yếu. Nếu yếu thì họ thôn tính, nếu mạnh thì họ gợi lại chuyện cũ để tranh chấp ta đã xem trong lịch sử nước Trung Hoa từ cổ đại tới nay, lối ứng xử đó coi như một quốc sách, một thượng sách để bành trướng lãnh thổ. Khanh đọc rộng thử xem có nước nào chung biên giới với Trung Hoa mà được sống yên ổn với họ mà lãnh thổ không bị co lại. Tiên đế cũng đã truyền lại cho ta rất kỹ càng rằng đừng để họ lấn dù chỉ một thước, một tấc. Nếu họ đã bám được dù chỉ một tấc lập tức họ sẽ xâm canh, tiến tới xâm cư, rồi xâm táng. Thì Khanh bảo ở vùng biên địa vắng vẻ, đất đai cằn cỗi, người mình ai đến đó mà ở. Chờ tới khi nhận ra đất của mình đã bị họ lấn, thì biên quan biên tướng họ mồm năm miệng mười cãi rằng dân họ đã sinh sống nhiều đời, mồ bà tổ tiên ở đây cả, thì sao lại gọi là đất mới lấn được? Càng nữa thì hai bên đánh nhau một trận, họ cố sống cố chết, chiếm lấy một vùng rộng hơn. Ta có phản kháng tận triều đinh họ, thời thiên tử lại phủ dụ. An Nam nhận đất đó là của An Nam, nhưng thực là đất của Trung Quốc, vì dân Trung Quốc đã sinh sống lâu đời. Thiên tử thương An Nam, đất đai nhỏ hẹp nên chia đôi phần đất ấy cho An Nam một nửa. Nếu tình thế đất nước ở vào thời kỳ suy yếu, vô tôi hèn kém, bạc nhược, đành bảo nhau chấp nhận. Thà mất một nửa còn hơn mất cả. Thế là tự nhiên, thiên tử và thiên triều ngọa mất nửa phần đất của ta, bị họ vô cớ chiếm lấy rồi lại đem nó ra thương nghị. Rồi cứ thế, nó diễn đi diễn lại từ đời này qua đời khác. Bởi vậy, lần này ta muốn dứt khoát với lũ con trời chỗ nào chúng ngoạm của ta từ trước tới nay đều nhất loạt đòi lại. Nếu thuận thì ta để cho lui dân về, cho đem theo của cải tài sản. Nếu cương thì ta cho quân đánh chiếm lấy, bắt dân ấy cho vào ở trong đất ta, cải hóa làm dân ta. Không, nếu ta bắt dân họ ở vùng này, ta phải di sâu vào tận châu Ái, châu Hoan, chứ sao lại cho ở nguyên đây được. Ngừng lại dây lâu, vua Thánh Tông lại nói, ý của ta là vậy, khanh thử xem, thời thế có thuận không? Đây nữa, nhà vua vừa nói, vừa đưa bức thư của tiêu cố cho Thái Sư Lý Đạo Thành. Khanh cứ đọc đi, rồi xem nên xử với bọn này thế nào, ta quyết không để cho chúng coi thường Đại Việt. Lý Đạo Thành đọc đi đọc lại bức thư của tiêu cố tới ba lần, với vẻ suy tư nghiêm cẩn. Đoạn Thái Sư lên tiếng, tâu bệ hạ, tiêu cố muốn gỡ thế bí nhưng lại sợ mất thể diện nước lớn nên lời lẽ vẫn còn ra vẻ ta đây dù sao thì y cũng không dám ngông ngạo hỗn xược như thư phúc đáp phò mã tâu bệ hạ cứ như nhời nhẽ trong thư thì nước đống hiện nay đang lâm vào tình trạng suy yếu theo ý thần ta chưa nên phúc đáp thư này cứ chờ một đôi ngày nữa xem sao việc doanh tư lẫm ở sâu trong đất khâm châu bị bốc sạch trong có hai canh giờ mà quân đột nhập không để lại dấu vết gì khiến họ phải bàng hoàng trả đòn bằng một thứ mẹo vặt lại bị phò mã thân thiệu thái cùng công chúa bình dương đánh cho vỡ mặt hơn năm dân của họ bị bắt họ không cảm thấy cay cú và nhục nhã bằng viên tướng Dương Bảo Tài, một tướng giỏi trấn Tây Thùy kháng hạ lừng danh, nay bỗng nhiên bị bắt sống ở Nam Thùy, mà lại bị bắt ngay tại đồn ải giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Khiếp quá, chỉ có hai trận đột kích nhỏ của cha con nhà họ thân mà uy danh của thiên tướng, thiên tử, thiên triều đều rơi tả như những thằng hình nộm đang huynh hoang múa gậy giữa đường, chợt gặp cơn mưa lớn chỉ còn trơ lại cái khung tre rỗng tuếch tâu bệ hạ lúc này là lúc bệ hạ có thể tiếp tục được điều mà sinh thời tiên đế đã khởi tạo tuy vậy vẫn cứ phải kiến cơ nhi tác theo ý khanh như vậy có nghĩa là cứ xem xét thời cơ tới đâu làm tới đó tâu bệ hạ đúng như thế vừa lúc đó nội thư ra vào bẩm khải trình hoàng đế bệ hạ có thư chạm từ biên ải về nhà vua mở thư ra đọc lại bộ thị lang nhà đại tống là sư tĩnh kính gửi thư này tới an nam quốc vương mong được nhã giám gần đây trên biên thủy tống việt có xảy ra vài việc không được như ý khiến thiên tử giàu lòng ngài sai tôi đi kinh dinh ra vùng biên địa nam Thủy để thu xếp vậy kính xin an nam quốc vương cử người tới thành ung châu nước tống từ ngày để hai bên cùng thương nghị. Vua đọc xong chuyện cho Thái sư Lý Đạo Thành khanh đọc đi. Lý Đạo Thành đọc xong liền nói: Tâu bệ hạ có nhớ người này không? hồi nùng trí cao đánh tống, ông ta đang làm kinh lược sứ Lưỡng Quảng. Lúc ấy ông ta cũng bị trí cao truy đuổi. Tuy nhiên dư tĩnh là người có học thức, ông ta có chân tiến sĩ chứ không võ biển như bọn tiêu cố lý sư trung để phò mã thân thiệu thái phải dạy cho một bài học đích đáng như thế này có nghĩa là tống nhân tông muốn sử nhũn với ta muốn hòa giải vậy theo khanh đại việt nên cử ai đi thương nghị tâu bệ hạ trước hết ta cũng nên cử người ngang hàm sư tĩnh người này phải nắm vững tình hình biên thùy phải ăn nói giỏi biện bác giỏi không nhu quá không cương quá nhu quá kẻ kia sẽ lấn cương quá dễ làm gãy đổ cuộc thương nghị khanh nói thế có nghĩa là phải biết chấp nhận nhau có tiến có lui nhưng không lui quá cái hạn giới mà ta cần giữ vững tâu bệ hạ đúng như bệ hạ nói trong thương nghị việc gì hai bên chưa thỏa thuận được với nhau chưa quyết được thời tạm gác lại để bàn sau bữa nay không được thời bữa mai bàn tiếp bàn nhiều ngày chưa xong thời tạm nghỉ hẹn nhau tới một ngày khác lại bàn chớ đừng để cho công việc đổ vỡ khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng tâu bệ hạ hiện nay ta đang ở thế thượng phong nhưng nếu người đi thương nghị mà kiêu ngạo ắt hỏng việc đúng khanh nói đúng ta định cử bùi gia hiệu khanh thấy thế nào tâu văn minh điện đại học sĩ bùi gia hiệu thời hội đủ các điều mà bệ hạ cần duy có điều này bệ hạ nên gian bùi tiên sinh rằng tất cả những điều gì ông nói trong khi hai bên thương nghị đều phải qua viên thông dịch. Như thế là vừa nói vừa nghĩ nó mới chặt chẽ, rồi có sơ hở thì đổ quấy cho người thông dịch hiểu sai ý. Bùi tiên sinh rất giỏi, cả chữ lẫn tiếng Trung Hoa lại đọc đủ các nhà nên kiến văn quảng bác. Việc ấy rất có lợi khi tiên sinh gặp riêng từng người bên phía họ ở ngoài cuộc thương thảo để bàn bạc hoặc thuyết phục. Nhà vua và thái sư đều thuận ý nhau, nên vua cho triệu bùi gia hiệu tới diện kiến. Chừng một khắc canh giờ sau, bùi gia hiệu đã có mặt. Bữa nay ông vận tề chỉnh như vào thiết triều vậy. Nào mũ cánh chuồn, áo thụng gấm có thắt đai, chân đi hia theo chim phượng, hai vai đeo hai ống quyển, một nhô khỏi vai, một cao quá đầu. Ngước nhìn nhà vua và thái sư, ông phủ phục vái kính lạy bệ hạ thần có mặt vua nói cho khanh bình thân an tọa bùi gia hiệu liền đứng dậy ông vái thái sư một vái rồi ngồi vào chiếc ghế bỏ trống trách phía sau lý đạo thành vậy trước khanh đi đâu về mà mang nhiều ống quyền thế tâu bệ hạ chẳng chịu thần về việc tranh chấp bắc thùy sao do đâu khanh biết được điều đó tâu cả triều đình đang bàn tán xôn xao về chuyện Bắc Thùy, thần chắc thế nào bệ hạ cũng sai khiến một việc gì có liên quan đến lãnh thổ nên đem sẵn mấy tấm đồ bản. Vua Thánh Tông cười ngất, đoạn nhà vua khen, đúng là Khanh có đầu óc bén nhạy, có tài đánh hơi về những điều quan yếu của quốc gia. Nhà vua thuật lại khá tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra trên biên Thùy hai nước lại cho bùi gia hiệu xem cả mấy bức thư của tiêu cố và dư tĩnh vua cũng căn dặn kỹ càng về phương lược thương nghị như lúc trước vua đã bàn cùng thái sư cuối cùng nhà vua chốt lại dư tĩnh tiêu cố sẽ tìm mọi cách đòi dân của họ lại số dân trung hoa bị ta bắt là bao nhiêu khi qua lạng châu khanh ghé qua dinh châu mục phò mã thân thiệu thái lấy luôn cả bản danh sách đi để tiện cho việc thương nghị qua đó Khanh chắc còn được biết nhiều điều hơn nữa cần cho công việc. Tuy nhiên, việc chính là phía họ muốn đòi ta thả dương bảo tài. Bùi gia hiệu liền hỏi, Tâu bệ hạ, vậy theo ý bệ hạ, ta có thả hay không thả dương bảo tài để thân còn liệu bề thương thuyết? Thường Kiệt có nói với ta rằng, bảo tài thật là một tên nguy hiểm, y nắm khá vững địa thế cũng như tình hình biên địa. Tuy y mới chuyển về đây được 5-6 năm, nguy hiểm hơn là y đã cài đặt được một số nội gián nằm sâu trong đất ta. Vì vậy, theo thường kiệt là chưa thể thả tên này trước khi ta bóc hết chân tay, tai mắt của quân tống. Ta cử khanh làm tránh sứ đi ung châu phó hội. Những người giúp dập trong đoàn cần bao nhiêu khanh bàn với thái sư. Mọi việc phải thu xếp sau 7 ngày nữa lên đường. Trước khi lên đường, phải để một hai ngày thông cho nhau tin tức cùng các việc cần bàn thảo. Khanh cũng nên dừng lại một vài ngày trên dinh châu mục Lạng Châu để biết kỹ về tình hình biên địa cũng như cung cách ứng xử của biên quan biên tướng Tống. Bùi gia hiệu vừa cáo lui thì Lý Đạo Thành lại nói Tâu bệ hạ, còn một việc nữa thần đã có biểu tâu cách nay tới hai tháng. Bệ hạ đã xét cho chưa? Đó là việc lớn lớn lắm nó có quan hệ đến nền văn hiến nước nhà phải cân nhắc kỹ ta định phải bàn với thái sư cho ra nhẽ trước khi ta y chuẩn thần xin được nghe cao ý của bệ hạ ý khanh là muốn lập một hệ thống trường học trong cả nước thi cử chia làm nhiều cấp bậc qua đó để chọn tuyển người tài có trí lự cho nước tâu đúng như ý hoàng thượng hiểu đó ạ à. ta chấp nhận mở nhiều trường học hơn nữa theo hệ thống đa cấp Tuy nhiên, ta ngại rằng nếu nhà nước chọn tuyển nhân tài chỉ dựa vào bằng cấp, đời sẽ chạy theo về cái học hình danh mà bỏ đi mất phần thực nghiệm. Và như vậy sẽ không khuyến khích được những người có công, có trí tự rèn rũa cái năng lực, cái phẩm hạnh của mình để hiến dâng cho nước. Ta ví như Khanh, như Thường Kiệt thì có bằng cấp nào đâu, nhưng ta đố ở nước này, văn tài rồi cả thuật trị nước giúp đời nữa có kẻ nào sánh được với Khanh? Bệ hạ quá khen, thần đến tổn thọ mất." Lý Đạo Thành nói xen vào, ông có vẻ ngượng vì lời khen của vua, mặt ông đỏ lựng. "Cho nên việc này phải cân nhắc, chứ không thể cứ thấy người tống làm thế nào mình làm theo thế sẽ rước họa vào thân." Bệ hạ thật sáng suốt, thần xin được tâu lại để bệ hạ rõ điều mà thần mưu làm. Thần ý thức được rằng toàn bộ sức mạnh và ý chí của người tống hiện nay đang chất cả lên cỗ xe tham vọng và đã đóng ách cho những con ngựa cực khỏe kéo nhưng nó được điều khiển bởi người xà ích mù vì vậy cỗ xe đó hiện đang men theo bờ vực sở dĩ xe chưa lao xuống vực là nhờ những con ngựa còn khỏe mạnh tinh tường xe đến một ngày ngựa kia mệt mỏi xe đã đến mom đường và người xà ích mù chỉ cần khẽ động dây cương cả cỗ xe sẽ lăn xuống vực, sớm muộn nước Tống sẽ rơi vào kết cục bi thảm đó. Tiếc thay, việc ấy quân Bắc Liêu không làm được, quân Tây Hạ cũng không làm được, mà chỉ có người Tống mới làm được, chỉ có thiên tử nhà Đại Tống với giới quan lại quý tộc Trung Hoa hợp lực lại mới làm được. Tâu bệ hạ, tấm gương của nước Tống đã phơi bày ra đấy, ta phải học chứ, phải học nó một cách thật sáng suốt để tránh những cái dở cái xấu của nó. Việc mở trường học và thi cử ở ta là nhằm vào việc khai trí cho người mình một cách có quy củ, có hệ thống, có luật lệ chặt chẽ. Như thế, mặt bằng dân trí sẽ được nâng lên. Theo đó, mặt bằng quan trí phải ở mức cao hơn. Thân biết bệ hạ rất lo lắng. Nếu không cẩn thận mà chỉ dựa vào bằng cấp, sẽ tới lúc ta có cả một bầy vẹt làm quan. Đúng thế, đúng thế, đó là điều ta ngại nhất lũ học vẹt chỉ biết những điều trong sách còn ngoài đời chúng rất ngu ngơ dù có ai làm gì nói gì dù hay biết mấy cần biết mấy cho người dân cũng đều bị chúng gạt bỏ hết vì lũ vẹt quan nói rằng các điều đó không có trong kinh sách của các nhà vua thánh tông ngừng lời ngài nhìn quan thái sư mỉm cười ý nhị ta mong đạo thành cảm thông điều ta nói sau đây ở đời ta không sợ gì bằng sợ lũ người ngu có học có quyền chức tâu bệ hạ lý đạo thành đáp điều này hạ thần có thể chia sẻ với bệ hạ được bởi loại người này cản trở sự tiến hóa xã hội một cách có hiệu quả nhất tâu bệ hạ xét cho cùng thì kiến văn của loại người này cái gì cũng nửa vời cái gì cũng chấp vá nó đích thị là loại học mót loại đạo trích trí tuệ chứ không thể gọi lũ người ấy là có học thức được. Vậy nhưng chúng lại ở trên người có học thật, có năng lực thật sự." Vua nói xen vào, "Tâu bệ hạ, thần đã có kế sách để khống chế các khiếm khuyết do thi cử để lại mà nhà tống hiện nay đang mắc phải. Tâu, cửa vào các cơ quan then máy quốc gia từ triều đình tới thôn ấp đều chọn theo hai nguồn, nguồn thứ nhất do những người tự học, tự kinh qua trường đời mà thành tựu thì tự mình được phép tiến cử hoặc do người khác tiến cử hoặc tốt nhất là do dân chúng trong vùng người đó cư trú tiến cử lên nguồn thứ hai là lấy từ các khoa thi nhưng dù từ nguồn nào khi tuyển vào cũng phải qua ba kỳ khảo hạch lại ba năm khảo khóa một lần ai lơ là việc trao dồi nghề nghiệp ắt phải loại bỏ còn về đức tâu bệ hạ các quan ở chức tại triều thì do các đồng liêu quan sát lẫn nhau các quan ở ngoài triều thì hàng năm sẽ căn cứ vào các đơn thư khen chê của dân trong vùng mà xét ngoài ra bệ hạ hàng năm nên có một số bổng gọi là tiền dưỡng liêm trao cho những ai được dân chúng và đồng liêu tôn vinh là thanh liêm ai ba năm liền đều được nhận tiền dưỡng liêm thì xếp vào hàng quan thanh liêm ai ba năm liền không nhận được một đồng dưỡng liêm nào thì xếp vào hàng quan tham nhũng và từ đó bệ hạ lại đặt ra chế độ thưởng phạt thăng bổ hoặc đuổi về làm thường dân hoặc xung vào quân khao giáp hoặc bắt đi sâu ở các vùng biên viễn được được những điều khanh nói rất hợp ý ta vậy khanh phải soạn thảo nó ra thành quy chuẩn thành luật rồi cứ chiều đó mà làm không ai được cản trở không ai được ngoại lệ nhưng có điều ta muốn hỏi khảo khóa từ cấp nào trở đi. Tâu như bệ hạ vừa nói không ai được ngoại lệ cũng có nghĩa là không trừ một ai từ tể tướng trở xuống. Ai khảo tể tướng? Chính bệ hạ nếu không sẽ lập ra một hội đồng. Được được, tài y chuẩn. Lại nói văn minh điện đại học sĩ Bùi Gia Hữu lập một sứ bộ từ Thăng Long có 5 người qua Lạng Châu lấy thêm hai người nữa thuộc các quan chức châu ấy tuân mệnh vua, sứ bộ có ghé dinh quan châu mục thân thiệu thái, được phò mã và công chúa tiếp đón niềm nở, lại được biết khá tường tận về tình hình biên sự. Khi sứ đoàn vào đầu địa giới Ung Châu, tiêu cố đã cho xe ngựa chờ sẵn để đón đoàn. Dọc đường dừng lại ăn uống ở bất cứ nơi nào đều đã có các quan bản hạt trầu trực tiếp rước. Đêm ngủ lại nơi nào thì quan sở tại cũng tiếp đón và cung phụ chu đáo khiến sứ đoàn có cảm nghĩ như mình đang là thượng khách của tống triều suốt hành trình từ khi đặt bước chân đầu tiên vào đất tống sứ đoàn không phải lo một tí gì từ ăn uống ngủ nghỉ đi lại đều được bên tống săn sóc chu đáo như ở nhà nhiều vị sợ ăn hoặc uống các thứ lạ không hợp đã đem theo nào trà nào rượu nào thức ăn chín kho khô đóng vào chai lọ để dùng dần nhưng quả là không phải cần đến bởi mọi thứ họ mời ăn uống rất hợp khẩu vị cứ như là chưa đi khỏi đất thăng long có lúc quan tránh xứ bùi gia hiệu phải kêu lên với mọi người cái anh tàu này khi mà nó cần đến mình thì nó yêu mình như con nó nó kính mình như cha nó nhưng khi nó không còn cần mình nữa thì một hớp nước nó cũng không cho đi tới đâu nó xua đuổi tới đó như là xua tà đuổi quỷ sứ đoàn vừa vào tới cổng thành ung châu gặp ngay một đoàn ra đón thật là long trọng đi đầu là an phủ sứ dư thỉnh thứ đến là tiêu cố chi quế châu tiếp đến là đề lĩnh lý sư trung các quan hai bên tay bắt vặt mừng thật ân cần như người thân sau bao ngày cách xa nay mới gặp lại hai bên trò chuyện trong tiếng nổ giòn tan của pháo khói pháo chưa tan đã có một bầy vũ nữ xinh đẹp như tiên Nga dáng trần. Cô nào cô ấy súng xính trong nếp áo váy rực rỡ mà mỏng manh, non rõ cả da thịt mỡ màng. Nhạc vừa nổi, khúc nghe thường bắt đầu. Vừa vào tới đại sảnh, lại bộ thị lang dư tĩnh, súng xính trong bộ triều phục đại tống ra đón khách. Vừa trông thấy người đi trước đội ngũ tiến hiền mặc áo thụng, bổ tử theo đôi chim phượng trắng. Bùi ra hiệu thầm đoán chắc là người này đây ông ta tiến đến trước mặt bùi gia hiệu cúi đầu xá một xá rồi nói dư tĩnh tôi có lời chào bùi đại học sĩ chẳng hay ngài vẫn được mạnh giỏi chứ đa tạ dư thị lang từ lâu tôi đã nghe danh ngài bạc đức quá nên bữa nay mới được diện kiến sau khi hai bên gặp gỡ chúc tụng trà nước một lát thì an phủ sứ dư thỉnh mời sứ đoàn Đại Việt về nhà quốc khách. Đó là một khu gồm nhiều nhà xây cất kiểu như cung điện. Họ dành cho sứ đoàn mỗi người một căn nhà. Trong mỗi căn nhà lại có ba người hầu gái tươi đẹp, nõn nà, một cô hầu phòng, một cô hầu trà, một cô hầu bếp. Trong nhà bầy biện sang trọng, không thiếu một thứ gì, từ sách vở, đồ văn phòng tứ bảo, đến các loại danh trà, danh tửu vừa chập tối các cô hầu bếp hầu trà đã rút đi chỉ còn để lại cô hầu phòng xinh đẹp nhất hầu hạ các quan đại việt quan tránh sứ bùi gia hiệu cảm thấy có gì không ổn ông chắc không chỉ riêng ông được cử hầu gái mà các quan khác cũng vậy ông bèn vẫy cô ả à lại gần và bảo ta cho ngươi về không phải ở lại đây qua đêm người hầu phòng chỉ lắc đầu dường như cô ta không hiểu ông nói gì mặc dù ông đã nói cả tiếng Quảng Tây và tiếng Quảng Đông, song cô ta không quan tâm đến điều ông nói. Cuối cùng, ông phải viết điều ông cần nói ra giấy. Cô hầu phòng chỉ cười mỉm và lắc đầu. Quan tránh xứ đang nghĩ đến việc người Tống muốn dở trò chơi khăm gì đây. Ông định tìm cách gặp gỡ mọi thành viên trong sứ đoàn để bàn bạc. Vừa lúc viên phó châu Mục Lạng Châu là Lương Bưu và viên phó đô tổng quản Lạng Châu là đậu toàn cùng vào ít kiến quan tránh sứ bùi gia hữu hỏi ngay các ông gần cận với người tống có thể cho ta biết cách họ tiếp đón ta như thế này có nghĩa là thế nào phó châu mục lạng châu đáp bẩm quan tránh sứ họ tiếp ta như thế này là trên cả các quy chế bang giao ta biết thường các sứ đoàn của ta sang biện kinh nhà đại tống họ mời ở nhà công quán tất cả đoàn đều ở trong một ngôi nhà, các đồ ăn uống trà thuốc đều hảo hạng, cung cấp dư thừa, khi về thì có quà cho từng đoàn viên, quà riêng cho chánh sứ, còn đích thân vua Tống có thư và có quà cho vua ta. Tất cả chỉ có thế, chứ làm gì lại có sự ưu biệt, như đoàn ta ở ung châu này, riêng ta đã có một gói quà, ta chưa mở, không biết bên trong đó có gì, còn các ông thế nào? Các ông cũng có cả à. Lại còn cách khoản, mỗi người ở một nhà, mỗi người đều có một à hầu phòng xinh đẹp, nõn nà, hầu qua đêm. Ta chắc họ có chủ ý gì đây. Ta cũng vừa định tìm các ông để hỏi han về phong tục thổ ngơi vùng này. Ngẫm ngợi dây lâu, quan đại học sĩ lại nói ta nghĩ đây là trước mỹ nhân trong kế đòi lại viên chỉ huy xứ Dương Bảo Tài cả hai vị lương bưu và đậu toàn cùng gieo lên. Đại quan thật sáng suốt. Ta muốn hỏi người dân vùng này, họ nói tiếng Quảng Tây hay Quảng Đông? Nói tiếng Quảng Tây, sao ta hỏi mấy đứa hầu, chẳng đứa nào trả lời? Hỏi tiếng Quảng Đông, chúng cũng lắc đầu cười mỉm. Bẩm đại quan, dân vùng này đều nói tiếng Quảng Tây. Dân man, họ nói có nhiều từ khác. Âm cũng khó nghe, ấy là mình khó nghe thôi. Còn ta nói, họ biết cả đấy. Có điều rằng quan trên của họ đã cấm, họ không được khai khẩu, sợ các quan ta dò la bên họ. Vậy theo các ông, ta nên xử thế nào với việc họ để hầu gái lại qua đêm? Lương bưu đậu toàn đều cười danh mãnh, chợt đậu toàn nói nửa nghiêm, nửa cợt. Bẩm quan đại học sĩ, đó là do sự sáng suốt của ngài, quyền nơi ngài, bản chức là người lính, chỉ biết tuân thượng lệnh văn minh điện đại học sĩ bùi gia hữu nghe đám người này nói ông biết tổng họ rất muốn ông cho phép sự thật ở trên đời có hai thứ mà con người suốt đời tìm kiếm đó là của cải và gái đẹp tức là dục vọng cố hữu của con người nhưng trong mọi thứ dục vọng suy cho cùng thì dục tình là thứ làm cho con người đắm đuối nhất mê muội nhất ngay ta đã ngoài bốn tuổi là người cao tuổi nhất trong sứ đoàn thử hỏi ta có thích được hành lạc với cái đứa hầu phòng xinh đẹp kia đêm nay không nói không tức thị ta là kẻ giả dối nếu không thì ta là kẻ khuyết tật bẩm sinh đại học sĩ ngưng lại các ý nghĩ miên man bỗng một cái gì đó vô hình chạy ngang óc não và làm ông dùng mình tự nhiên ông thấy ơn ớn nơi sống lưng và nóng rực suốt từ bà vai lên tới đỉnh đầu như một điều gì đó linh thiêng mách bảo ông nên ông tự hỏi ta là ai ta đến đây làm gì trận ông quay lại bảo hai viên quan dưới quyền ta với các ông đều là con người cả hà tất phải gặn nhau những điều khả ái thuộc về con người tuy nhiên không phải chúng ta được nhà vua cho đi hưởng lạc thú trần gian mà đích thân hoàng thượng trao cho chúng ta trách nhiệm đi thương nghị xứ ra khỏi nước là phải làm vẻ vang cho nước không để nhục mệnh vua ta chắc các ông cũng nghĩ như ta nên mới tìm tới ta. Và lại sứ mệnh còn chưa được bắt đầu, ngày mai mới vào cuộc, phải để hết tâm lực cho công việc. Vậy theo ta, cả sứ đoàn nên ăn nghỉ vào một chỗ, như căn nhà ta đang ở đây, thật là rộng rãi, đủ chỗ cho vài chục người ngủ nghỉ. Còn người hầu phòng, có nhẽ bữa nay, ta cho họ về hết. Từ ngày mai, ta bảo họ cử những người hầu trai đến cho đỡ sự bất tiện hai ông đều là quan biên chấn, mọi thứ chắc thông tỏ cả, ta nhờ hai ông lo dùm. Nghe quan tránh xứ nói có tình có lý, nên lương bưu, đậu toàn đều cho là phải và thuận theo. Sớm hôm sau, hai sứ đoàn Tống Việt gặp nhau tại đoan minh đường là nơi hội họp, hai bên đều tay bắt mặt mừng. Lại bộ thị lang dư tĩnh cứ xoắn suýt lấy đại học sĩ Bùi Gia Hiệu, hỏi thăm sức khỏe, và sự ăn ở của sứ đoàn đại việt thị lang dư tĩnh nói mới gặp ngài lần đầu mà sao tôi cảm như ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi từ đời nào kiếp nào rồi quan đại học sĩ tươi cười đáp đúng như quan lại bộ thị lang nói tôi cũng cảm thấy thế đúng là nhất kiến vi cựu như người xưa từng nói nghĩa là mới gặp nhau một lần mà như đã quen nhau từ trước lại khi gặp An Phủ Sứ Ung Châu là Dư Thỉnh, ông ta cũng hỏi tham sứ đoàn, đại học sĩ Bùi Gia Hữu đáp. Đa tạ thịnh tình quan An Phủ Sứ hiếu khách, ngài săn sóc chúng tôi, chu đáo quá. Nghe tới chữ quá, Dư Thỉnh có vẻ trột dạ, ông ta hơi đỏ mặt và làng đi chỗ khác. Khi hai sứ đoàn đã tề tiệu đông đủ, Chi Quế Châu là tiêu cố, bèn nói, ít lâu nay biên địa hai nước Tống Việt các quan biên chấn bận nhiều việc nên thăm viếng nhau có phần thưa lạt, cấp dưới lại không hiểu ý bề trên, nên để xảy ra một vài biên sự khiến thiên tử đau lòng. Sở dĩ có cuộc thương nghị này là do thiên tử rủ lòng thương An Nam, nước phên dậu xa xôi, thiên ân đến thường là muộn màng. Vì vậy, thiên tử không muốn trốn biên thùy, lại có điều va vấp để đến nỗi tay phải đấm vào tay trái chân trái đá vào chân phải. Vì lẽ đó mà thiên tử dụ bảo biên quan hai nước phải tức thời bàn bạc, ngõ hầu khôi phục lại kỷ cương giữa thiên triều cùng các nước chư hầu. Do vậy thiên tử đặc phái quan lại bộ thị lang dư tĩnh, lãnh nhiệm kinh lược sứ cầm đầu sứ đoàn nhà đại tống để thương nghị với sứ đoàn An Nam. Vậy là để cho công việc được nhanh chóng nên trong khi thương thảo chỉ dùng tiếng Trung Hoa thôi nghe nói trong sứ đoàn an nam các ông ai cũng nói được tiếng trung hoa ai cũng giỏi tam giáo cửu lưu cả nếu các ngài chấp thuận như thế thì ta bắt tay ngay vào việc ngay tam giáo là ba đạo phật nho lão cửu lưu chín học phái của trung hoa nho gia đạo gia pháp gia âm dương gia và tung hoành gia